Hi, chào các bạn. Ngày hôm nay khi mình làm cái clip này là tất cả chúng ta đang sống ở giữa đại dịch. Và mình nhận được khá nhiều những cái sự chia sẻ, những cái tin nhắn các bạn tâm sự về những cái lo lắng, những cái sự căng thẳng và các bạn cảm thấy stress như thế nào khi mà mọi thứ nó thay đổi rất là đột ngột, nhất là tình hình ở Việt Nam ngày hôm nay. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn một chút trong cái video clip này, làm sao để mà chúng ta cảm thấy bình tĩnh giữa cái cơn đại dịch này. Khi mà các bạn thấy hàng ngày là chúng ta mở cái phone ra, chúng ta mở computer ra, mở cái iPad ra, là các bạn thấy từ trên mạng xã hội cho tới những cái trang báo điện tử lan tràn những cái thông tin mà chúng ta đọc xong là chúng ta cảm thấy rất là lo lắng, phải không nào các bạn? Kể cả đời sống bình thường của chúng ta nó cũng bị thay đổi nữa. Một số bạn thì đang đi làm việc thì chúng ta sẽ phải ở nhà, chúng ta làm việc ở nhà, chúng ta làm việc online. Con cái của các bạn cũng có thể là phải ngưng đi đến trường mà phải học ở nhà. Hoặc là các bạn đang kinh doanh buôn bán thì chúng ta phải đóng cửa, chúng ta phải tạm dừng. Nó có rất là nhiều những cái thay đổi nó ảnh hưởng cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà một cái điều mà chúng ta không có thể nào phủ nhận là chúng ta đang sống ở giữa đại dịch. Và chúng ta đều phải tuân thủ những cái nguyên tắc giống như là rửa tay, lau tay, không được ôm, không được hất, phải giữ khoảng cách, rồi rất rất là nhiều thứ chúng ta phải tuân theo, phải không các bạn? Vậy thì làm sao để mà chúng ta giữ được bình tĩnh khi mà nó có quá nhiều thứ để mà chúng ta lo lắng như vậy? Thì mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Trước hết là chúng ta cần phải xác thực được cái cảm xúc của chúng ta. Và các bạn, nếu mà ai đó đơn giản nói với bạn rằng thôi đừng có lo lắng nữa, thì cái điều đó nó sẽ không có thay đổi được gì hết. Nếu như mà chúng ta nói với ai đó rằng thôi bạn đừng có lo lắng nữa, thì họ cũng đâu có ngừng lo lắng được, phải không các bạn? Chúng ta phải chấp nhận là chúng ta có những cái sự lo lắng, nhưng mà chúng ta có quyền chọn lựa phản ứng như thế nào với những cái sự lo lắng đó. Giống như là trời mưa thì các bạn sẽ cảm thấy căng thẳng, hoặc các bạn cảm thấy giống như là mệt mỏi, hoặc các bạn cảm thấy là hỏng rồi, bây giờ mưa không làm được gì. Nhưng mà bạn vẫn có thể chọn lựa rằng mưa thì tôi mặc áo mưa, mưa thì tôi che dù. Đó là cái thái độ mà chúng ta chọn lựa khi mà chúng ta phản ứng với lại cái hoàn cảnh, và chúng ta phản ứng với cái sự lo lắng của chúng ta. Và tất cả chúng ta đều hiểu rằng dịch bệnh nó không có chừa một ai, phải không các bạn? Dịch bệnh nó có thể xảy ra với tất cả chúng ta. Và khi các bạn nhìn thấy những cái con số, những cái phần trăm, những cái người bị nhiễm bệnh á, thì chúng ta hồi hộp, lo lắng, phải không các bạn? Nhưng mà chúng ta không có nên sống với cái tâm trạng mà chúng ta chỉ tập trung vào những cái mối hiểm họa, những cái mối đe dọa. Chúng ta không có sống để chúng ta chờ đợi những cái điều tồi tệ nhất nó xảy đến với chúng ta. Không có nên như vậy, phải không các bạn? Và nếu như bạn nhận ra rằng bạn đang bị lo lắng quá sức, thì bạn nên dừng cái sự lo lắng đó lại. Mình không có khuyên các bạn là không có nên lo lắng, đương nhiên là mình có nói như vậy thì cũng bằng thừa thôi. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta lo lắng vừa đủ, nếu như các bạn dành cái đầu óc của mình cho cái sự lo lắng, thì các bạn lo lắng 15 phút, nửa tiếng thì các bạn cảm thấy thôi, suy nghĩ tới cái chuyện lo lắng như vậy đủ rồi, tập trung đầu óc suy nghĩ cái chuyện khác. Và nếu như cụ thể là các bạn, nếu như đọc tin tức hay là xem tin tức các bạn thấy các bạn căng thẳng quá đó, thì các bạn không có nên là xem tin tức suốt ngày. Không có phải là một tiếng đồng hồ sau rồi bạn lại xem coi là cái con số người bệnh nó có tăng lên, hoặc là thêm một tiếng đồng hồ nữa thì bạn lại xem coi là có thêm cái vùng đỏ, vùng vàng, vùng xanh nào đó không. Thì chúng ta không có nên là để đầu óc tập trung vào cái điều đó quá. Tại vì khi các bạn càng xem như vậy á, thì nó càng làm cho cái sự lo lắng của các bạn nó tăng lên. Và khi đầu óc của các bạn nó tập trung vào cái sự lo lắng thì các bạn không có thể làm được cái việc gì khác hết. Cho nên là có thể là chúng ta vẫn cập nhật thông tin, nhưng mà một ngày có thể là một hoặc hai lần thôi. Một lần vào buổi sáng các bạn xem coi là hôm nay có những cái tin tức gì mới, hoặc có thể là một lần nữa là vào buổi chiều xem coi là có những cái gì đó mới hay là không. Nhưng mà chúng ta xem tin tức, và nếu như chúng ta có cái sự lo lắng thì các bạn chỉ lo lắng vừa đủ và các bạn nên ngừng ở đó. Chúng ta dừng lại để mà chúng ta tập trung cái suy nghĩ của chúng ta vào những cái điều khác.
Mình muốn chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm mà khi mà mình bị cách ly ở nhà, cái thời gian mà California tình hình dịch bệnh rất là nặng đó, thì mình cũng có những cái sự lo lắng. Nhưng mà khi cái giai đoạn nó qua đi á, thì mình lại cảm thấy rằng mình cũng hơi thấy tiếc, là tại vì có nhiều điều mình vẫn chưa có làm được trong cái thời gian rảnh đó. Tại vì các bạn nghĩ đi, khi mà chúng ta đi làm việc hay chúng ta bận rộn với đời sống thường ngày á, nó có rất là nhiều việc mà chúng ta không có thời gian để chúng ta làm, hoặc là đôi khi chúng ta muốn làm nhưng mà chúng ta phải để đó khi nào có thời gian mà các bạn chưa làm á. Thì đây là cái giai đoạn các bạn có thể đem ra và các bạn làm cái việc mà các bạn đã tính toán từ lâu, hoặc là các bạn có những cái dự án gì ở trong gia đình, những cái project nhỏ nhỏ, ví dụ như là dọn dẹp lại nhà bếp, hay là soạn lại tủ quần áo, hay là trang trí lại phòng cho con. Thì nó là cái thời gian này là hoàn hảo để mà chúng ta có thể bỏ thời gian vào chúng ta làm những cái công việc này mà nó không ảnh hưởng tới những cái công việc khác của các bạn. Các bạn không có phải bị trì trệ hay bị gác lại những cái việc khác, mà chính ra là những cái việc đó là lại giúp cho đầu óc của các bạn không có bị tập trung vào những cái điều mà chúng ta đang lo lắng. Và tóm lại là như vậy nè các bạn. Các bạn thấy là nếu như mà chúng ta sống trong cái sự lo lắng, căng thẳng, hồi hộp, hoặc là chúng ta không có sống một cách thoải mái, thì chúng ta cũng không có thay đổi được thế giới, chúng ta cũng không có thay đổi được tình hình dịch bệnh. Nhưng mà cái điều các bạn có thể kiểm soát được đó là suy nghĩ của các bạn. Các bạn có thể thay đổi suy nghĩ của các bạn một cách tích cực hơn, các bạn có thể suy nghĩ một cách lạc quan hơn, các bạn có thể thay đổi cái lối sống của các bạn. Ví dụ như chúng ta sống một cách vui vẻ, hạnh phúc hơn, hay chúng ta lan tỏa những cái năng lượng tích cực, thì nó thật sự là nó giúp cho mọi người xung quanh. Tại vì cái giai đoạn này chúng ta không có chỉ cần là sức khỏe mà chúng ta còn cần sức khỏe tinh thần nữa, phải không các bạn? Cảm ơn mọi người đã theo dõi sự chia sẻ của mình. Mình chúc tất cả mọi người sức khỏe, bình an. Hẹn gặp lại các bạn sau. Chào tạm biệt. Bye bye.